Người hiện nay thường hay có các loại bệnh kỳ lạ như mọc khói u, bị bệnh ung thư. Xin hỏi phía sau họ có năm đề mục? Câu hỏi này hỏi rất hay. Đồng tu học Phật đều biết, trong Phật Pháp nói có ba nguyên nhân bị bệnh. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý, bao gồm việc ăn uống của bạn. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Cho nên miệng là cửa của họa phước. Khi thời tiết thay đổi, chúng ta mặc quần áo không cẩn thận, những thứ này đều là nguồn gốc của bệnh sinh lý. Loại bệnh thứ hai là thuộc về oan gia trái chủ. Tìm đến mà dựa thân là bị những bệnh này. Loại bệnh này bác sĩ không thể chữa, giống như Pháp Sư Ngộ Đạt trong Tam Muội Thủy Sám, hay như vị đồ đệ tham thiền của Lão Hòa Thượng Đế Nhà. Đây gọi là bệnh oan nghiệt. Oan và trái chủ tìm đến dựa thân. Loại thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng. Nó không phải là do oan và trái chủ, mà là do chính mình tạo tác tội nghiệp quá nhiều. Muốn hóa giải loại bệnh do oan gia trái chủ thì phải hóa giải, điều giải. Điều giải rất có hiệu quả. Hầu như 90% đều sẽ tiếp nhận. Họ tiếp nhận, rời khỏi thì hóa giải rồi. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng, rất khó chữa. Bác sĩ đành phải bó tay, không có cách gì. Nó cũng không thể điều giải. Nó không phải là oan gia trái chủ tìm đến dựa thân. Loại này là khó nhất, nhưng có thể chữa được. Dùng phương pháp gì vậy? Chân thật sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Bạn thực sự có thể sám trừ nghiệp chướng thì bệnh sẽ tốt lên. Cho nên nói chung, ở trong Phật Pháp nói không có bệnh gì không thể chữa được. Vấn đề chính là bạn phải biết nguồn gốc của bệnh tật. Hiện nay có nhiều bệnh rất kỳ lạ. Hôm nay chúng tôi nhận được một bản báo cáo tải từ trên mạng xuống. Báo cáo này là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, nói về khả năng bùng phát khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu, là đề mục này. Trong này nói cho chúng ta, họ nói từ những năm 1970, lúc đó đã phát hiện ra 39 loại virus mới, xưa kia chưa hề có. Đó là những năm 1970. 5 năm gần đây, 5 năm trước, năm nay là 2007, chính là từ năm 2003 đến năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã phát hiện ra hơn 1.100 loại virus gây dịch bệnh. Virus từ đâu mà đến? Chúng ta biết Phật ở trên kinh, là trên kinh Hoa Nghiêm, đã nói rất nhiều, rất rõ ràng, là biến hiện của bất thiện nghiệp. Bạn hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ biết hóa giải như thế nào, làm sao để giải độc. Trước hết chúng ta hãy xem câu hỏi tiếp theo.
Sau đó chúng ta lại thảo luận tiếp. Câu hỏi nhỏ đầu tiên, họ hỏi khối u trên thân có phải là chúng sanh không? Cũng có thể. Bởi vì khi chúng tôi tiếp xúc với những bệnh nhân này, chính mắt chúng tôi nhìn thấy. Hơn nữa, không phải chỉ có một khối u, thậm chí con người có rất nhiều khối u trên cơ thể, khối lớn khối nhỏ. Hơn 100 chúng sanh, đó là oan gia trái chủ. Cho nên đáp án này là chắc chắn. Bạn có thể hóa giải, đàm phán điều kiện hóa giải với họ thật sự là có hiệu quả. Thế nhưng có rất nhiều vị rất oan cố, có lẽ đó là do kết oán thù quá sâu, họ không tha thứ cho bạn. Dùng đủ loại điều kiện để đàm phán, họ cũng không chấp nhận, vậy thì không có cách gì. Thế nhưng đây là thiểu số, đại đa số đều có thể đồng ý hóa giải. Hoàng gia nên giải, không nên kết. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, bình thường đối nhân xử thế phải nhớ một nguyên tắc, tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Đôi khi chỉ là vô ý kết oán, vì thế nói chung phải cẩn thận. Đó gọi là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Không biết vì sao lại đắc tội với họ. Việc này từ xưa đến nay đã có, cho nên phải luôn cẩn thận đối với lời nói, thái độ đối với người phải luôn cung kính. Đó gọi là lễ phép, thì người sẽ không trách. Đây chính là cẩn thận không kết oán thù với người. Oán thù đã kết, khi xưa thì phải hóa giải, vậy thì mới đúng. Thứ hai, nếu cắt đi khối u thì có xem xong việc rồi không à? Không dễ như vậy. Bạn cắt bỏ rồi, vấn đề này không hóa giải được, họ sẽ lại mọc lên một khối u khác trên thân bạn, hoặc là mọc lên một khối u ở một chỗ khác. Vậy bạn làm thế nào đây? Cho nên không thể cắt bỏ, phải tìm cách hóa giải thôi. Đồng thời tiến hành vừa cắt bỏ vừa hóa giải cũng được, nhưng cắt bỏ thì không tốt. Vì sao vậy? Sự cân bằng sinh thái trong cơ thể bạn bị phá hoại rồi. Nói chung là không hoàn chỉnh. Cho nên đông y của phương Đông chúng ta không dùng cách thức này. Đông y là xem xét bộ phận nào của bạn sanh bệnh, thường là dùng thuốc thang để mà điều hòa cho bạn, để cho nó khôi phục lại công năng, để cho nó trở lại bình thường. Không phải là cắt bỏ nó. Cắt bỏ nó không phải là cách tốt. Vấn đề nhỏ thứ ba, đôi khi cắt khối u ở bên này rồi nó lại mọc ở một nơi khác. Xin hỏi đây là nguyên nhân gì ạ? Đây chính là điều mà tôi vừa mới nói. Nếu họ là chúng sanh, bạn cắt bỏ khối u đó, họ sẽ mọc lại ở một nơi khác, họ sẽ không rời khỏi bạn. Phải biết cái đạo lý này, con người đều có vận khí. Khi con người đang có vận khí tốt thì oan gia trái chủ của bạn không dám đụng vào. Đó là nói khi vận khí của bạn đang thịnh, khí đang mạnh,
đến khi suy thì họ sẽ đến. Vận khí tốt của bạn mất đi thì oan gia trái chủ liền kéo đến tìm bạn. Phải hiểu cái đạo lý này. Người khác bị bạn bắt nạt, hiện nay bạn đang có thế lực, họ không dám đụng bạn. Đợi đến khi nào bạn thất thế, thế lực mất hết rồi, họ sẽ tìm đến nhà bạn. Bạn sẽ rất khó ứng phó. Đạo lý là như nhau. Câu hỏi tiếp theo: làm sao mới có thể thực sự tiêu trừ nghiệp chướng? Thực sự tiêu trừ nghiệp chướng chính là tâm chân thành, sám hối, đoạn ác tu thiện. Ở trong cửa Phật là trì giới niệm Phật, y giáo tu hành. Các thí dụ về tiêu trừ nghiệp chướng rất nhiều. Trong đạo giáo, y theo cảm ứng thiên mà tu hành. Việc tiêu trừ nghiệp chướng cũng nhiều không đếm xuể. Các bạn xem trong An Sĩ Toàn Thư có nói: các thí dụ trong cảm ứng thiên vận biên, nhà Phật gọi là công án, chính là các câu chuyện. Các thí dụ về tiêu nghiệp chướng có hơn 1.000 cái thí dụ. Bạn có thể tỉ mỉ mà xem, thật sự có hiệu quả. Không phải không có, nhất định phải dùng chân tâm để làm, sửa lỗi đổi mới. Cho nên phát hiện ra lỗi lầm của mình, người này gọi là giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, phải trừ bỏ đi lỗi lầm của chính mình. Đây gọi là tu hành. Gọi là ngộ rồi mới khởi tu. Bạn chưa giác ngộ thì không biết cách tu như thế nào. Tu chính là sửa đổi lại sai lầm của mình. Đây gọi là tu hành. Phải luôn ghi nhớ lời nói này. Tu sửa lại lỗi lầm của mình thì gọi là tu hành. Rất nhiều người hiện nay không hiểu, cho rằng tu hành là ta mỗi ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, phải lại Phật bao nhiêu lại. Lấy điều này thành việc tu hành, trong tâm của bạn vẫn chưa sửa lại chút xíu lỗi lầm nào, thì cách làm này không có tác dụng, gọi là mê tín rồi. Người xưa gọi là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Chính là nói những người tu hành này, phương pháp không có tác dụng. Chân thật tu hành đó chính là biết được lỗi lầm của chính mình, nhanh chóng sửa lỗi. Đặc biệt ở trong thời đại hiện nay, tai nạn nhiều. Tai nạn chính là báo thù, chính là sự chiêu cảm của ác nghiệp. Tai nạn nhiều đi nữa, ta có thể thực sự sửa lỗi đổi mới, tiêu nghiệp chướng, tích công lũy đức. Bất luận tai nạn nào bạn gặp phải đều không sao cả. Vì sao vậy? Bạn đã vượt ra được rồi. Bạn không còn ở trong vòng của tai nạn này nữa, cho nên bạn sẽ không bị nạn. Đôi khi chịu một chút khổ nho nhỏ, điều này không quan trọng, bạn có thể chịu đựng được mà.
một câu hỏi sau cùng. Họ hỏi nếu chúng xuất gia ở đạo tràng gặp phải vấn đề như vậy, đạo tràng phải nên hộ trì như thế nào ạ? Lần này chúng ta gặp được bài học kinh nghiệm. Nếu như chúng xuất gia gặp phải khối u ung thư, trước tiên phải hỏi bản thân họ, họ có sẵn lòng ở trong đạo tràng để mọi người đến giúp họ, tiêu tai cho họ, hóa giải cho họ hay không. Họ có thể tiếp nhận thì có thể làm giúp họ, còn phải nhận được sự đồng ý của người nhà họ nữa. Người trong nhà có chủ trương hoặc bản thân họ cũng muốn vào bệnh viện, vậy thì đưa vào bệnh viện, do bệnh viện chịu trách nhiệm, cho nên phải luôn làm cho hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Không được gì một người xuất gia bị bệnh mà liên lụy đến hình tượng Phật giáo, vậy thì nghiệp họ tạo quá nặng rồi, phá hoại hình tượng Phật pháp. Trong giới kinh nói rất rõ ràng, đây là tạo tội nghiệp đọa A Tỳ địa ngục. Bảy vị Phật xuất thế vẫn chưa sám hối hết tội, tội này quá nặng mà. Cho nên nói chung phải làm cho rõ theo trình tự. Ý nguyện của chính họ, ý nguyện của người nhà họ, xử lý như vậy cũng là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đề mục tiếp theo, đệ tử có một người bạn vừa mới giảng sanh, còn được biết hiệp hội đang tổ chức Phật thất và pháp hội tam thời hệ niệm 49 ngày, còn vốn nghĩ vì người mất mà lập một bài vị. Sau khi dò hỏi thì mới biết hiệp hội không tiếp nhận đăng ký bài vị, mặc dù ban lễ tân đã giải thích có thể đến nơi này thành tâm niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho người mất. Lại nói là pháp sư từng khai thị chỉ cần có thể dùng tâm chân thành để cầu thỉnh, cho dù không lập bài vị vẫn có thể lễ thỉnh được người đã mất đến tham gia pháp hội. Tiếp theo họ có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, nếu không lập bài vị thì thật sự có thể lễ thỉnh được người đã mất không? Vấn đề này phải xem bạn có thành ý hay không. Bạn có thành ý thì nhất định thỉnh được. Nói thêm cho bạn biết, nếu bạn không có thành ý, bạn lập bài vị thì họ cũng không đến được. Người trong nhà bạn rất qua loa không lễ phép, tùy tiện lập một bài vị, giống như việc của họ đã làm xong. Pháp hội này người trong nhà cũng chẳng đến tham gia ngày nào. Bạn nói xem bài vị này có linh không? Bài vị viết để ở trong đó, dù bạn bước vào thì thần hộ pháp cũng cự tuyệt bạn, không để cho bạn bước vào. Đạo lý này không khó hiểu. Người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy. Thế gian này của chúng ta hoan nghênh người chân thành. Một người chân thật đến cộng tu, lẽ nào không hoan nghênh? Người hư tình giả ý, tâm khí bao chao, bạn có đến chúng tôi cũng không hoan nghênh. Quỷ thần cũng là như vậy.
Câu hỏi tiếp theo, họ hỏi nếu đúng là như vậy thì hy vọng ban lễ tân có thể vì những người có nhu cầu này mà giảng giải cho rõ ràng, đồng thời hướng dẫn họ cầu thỉnh như thế nào. Việc này rất tốt, kiến nghị này có thể được. Ban lễ tân của chúng ta nói rõ cho họ, phải nói rõ vì sao không để bài vị. Bởi vì quá nhiều bài vị, nơi này của chúng ta chứa không hết, chỗ đặt quá nhỏ. Đây là khu vực ở thành thị, không phải là chùa chiền. Chùa chiền thông thường họ có lò hóa già, có thể xử lý. Nơi này của chúng ta không có. Cho nên quá nhiều bài vị rồi thì đến lúc đưa đi không có chỗ đưa đi. Khó khăn là ở chỗ này. Không phải là không từ bi, phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo, trong Di Đà Kinh yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói chỉ cần tín nguyện thật sự đầy đủ, tán niệm cũng có thể giảng sanh. Có phải mâu thuẫn với cách nói công phu thành phiến là yêu cầu thấp nhất của giảng sanh không ạ? Không mâu thuẫn. Công phu thành phiến là bạn có thể tự tại giảng sanh. Đầy đủ tín nguyện, tán niệm cũng có thể giảng sanh. Đây là điều kiện thấp nhất để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tán niệm là gì? Tán niệm là không có định khóa. Ta mỗi ngày phải có công khóa cố định. Đây không phải là tán niệm. Công khóa không cố định là tán niệm. Họ rảnh thì niệm Phật, có việc thì làm việc. Đây gọi là tán niệm. Tín nguyện kiên định, một mảy may hoài nghi cũng không có. Vậy thì có thể. Tổ sư nói được rất hay, có thể giảng sanh hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị giảng sanh, đó là công phu niệm Phật cao hay thấp. Bốn cõi ba bậc chính phẩm, đó là mức độ của công phu niệm Phật. Nếu nói đến giảng sanh thì chân tín thiết nguyện, người này nhất định giảng sanh. Những điều nói bên trong yếu giải này, Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Cho nên pháp môn này gọi là pháp dễ hành. Thế nhưng tín nguyện này, người chân tín thiết nguyện thì không nhiều. Người thông thường thì tín nguyện này là giả, không phải là thật. Vì sao vậy? Có tham luyến đối với thế gian này, đây là giả. Chưa buông xuống thế duyên, tranh danh đoạt lợi, làm sao họ có thể giảng sanh được? Người chân tín thiết nguyện là như thế nào? Không quan tâm đối với danh văn lợi dưỡng ở thế gian, buông xuống hết rồi. Khi thân thể còn ở thế gian này thì luôn là tùy duyên, cái gì cũng tốt, quyết định không có một mảy may tính toán, không có mảy may chấp trước. Vậy thì nhất định giảng sanh. Đối với thế gian này, bạn chưa nhìn thấu. Thế gian này như trên Kinh Kim Cang nó rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đặc biệt Kinh Bát Nhã đó rất thấu triệt: hết thảy pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Cho nên chân thật hiểu rõ rồi thì triệt để buông xuống. Không có gì là không tùy duyên cả. Thí dụ như nói dạy học độ chúng sanh,
thì phải tùy duyên. Có duyên thì làm, không duyên thì không làm. Không phải là yếu tố nhất định. Nếu là yếu tố nhất định thì chấp trước rồi. Có duyên thì phải nên làm. Vì sao vậy? Lợi ích rất nhiều chúng sanh. Không có duyên thì một chút cũng không miễn cưỡng. Là chúng sanh không có phước mà. Sự việc này Phật có đến cũng không được. Nhất định chúng sanh phải có phước. Phật đến thế gian để xuất thế, chúng sanh phước báo hiện tiền, cảm được Phật đến ứng hóa. Chúng sanh không có phước, nếu Phật đến được thì Phật phải thường xuyên đến. Vì sao ít khi Phật đến như vậy? Phước báo chúng sanh chín mùi thì Phật sẽ đến thôi. Chúng sanh thiếu phước, nói thật ra Phật cũng đến, nhưng không dùng thân Phật, không hiện thân tám tướng thành đạo. Giống như Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc thì hiện chính là thân tiều phu rất bình thường. Thị hiện làm thân phận tổ sư, đúng thật cũng có thị hiện làm thân phận tế quan, có thị hiện làm thân phận thương chủ. Thương chủ chính là chủ doanh nghiệp lớn mà hiện nay nói là thân phận thương chủ. Thân phận nào cũng có thể thị hiện, nhưng phàm phu không biết được. Những việc các ngài làm, việc tốt dường như cũng không quá nhiều. Vì sao vậy? Duyên phận chúng sanh. Chúng sanh chỉ có phước báo lớn như vậy. Nếu vượt quá thì họ không nhận được. Tuyệt đối không phải các ngài tùy tiện làm theo ý mình. Hết thảy đều xem duyên phận. Cho nên năng cảm là chúng sanh, sở ứng là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuyệt đối không khởi tâm động niệm, nhất định không phân biệt chấp trước. Chúng ta phải dùng thiện tâm để cảm. Chúng ta phải dùng tâm chân thành học tập để cảm. Cảm ứng này sẽ rất lớn. Câu hỏi thứ 6. Trong lúc giảng kinh, lão pháp sư đã từng nói tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Vậy thì nếu chấp trước vào chính mình trong hư không pháp giới thì có phải cũng là sai rồi không? Vô ngã, quên ta rồi, liệu có phải là đã bằng không rồi sao? Không ở đây là một cảnh giới như thế nào ạ? Chấp trước hư không pháp giới là chính mình vẫn là sai lầm. Hư không pháp giới vốn dĩ đã là chính mình. Bạn không chấp trước vào nó vẫn là bản thân bạn. Điều này không liên quan gì đến việc chấp trước hay không chấp trước. Không phải nói bạn chấp trước thì có, không chấp trước thì không có. Nó không phải là pháp do nhân duyên sanh. Nó tồn tại vĩnh hằng. Bạn không chấp trước vào nó là sai lầm của bạn. Do bạn không biết nó, bạn chấp trước nó vẫn là sai lầm. Bạn cũng không biết gì về nó cả. Cho nên khi nào thì bạn thực sự nhìn thấy, khi mà bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xuống thì bạn sẽ rõ thôi. Đại đức trong tông môn thường nói: đạp mòn giày sắt đâu tìm thấy. Đi tham học giày sắt cũng đi mòn hết rồi, cũng không tìm thấy. Một chút giác ngộ này là được rồi, chẳng mất chút công phu. Vốn là như vậy mà hiện tiền. Đó là gì? Chỉ cần bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước là được.
không buông xuống thì bạn tham học thứ gì cũng còn cách một tầng. Buông xuống là được. Bạn nói bạn buông xuống rồi, thật ra bạn vẫn chưa buông xuống. Vì sao vậy? Việc buông xuống đó bạn vẫn là chưa buông xuống. Bạn nói xem vấn đề phiền phức biết bao. Bạn cho rằng bản thân bạn đã buông xuống, trong tâm bạn có cái buông xuống thì vẫn là chưa buông xuống. Cái buông xuống đó vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn một thứ vẫn chưa buông xuống, vẫn còn là một phàm phu. Điều này bạn phải học cho tốt, tham học cho tốt. Chúng ta không phải là người có loại căn tánh đó, cho nên chúng ta mới niệm A-di-đà Phật. Bất luận ý niệm nào khởi lên, hết thảy đều dùng một câu A-di-đà Phật để đổi trở lại. Đến khi nào chúng ta buông xuống, đến thế giới cực lạc mới buông xuống. Đó là chân thật buông xuống rồi, gặp được A-di-đà Phật rồi. Hiện tại đây là điều duy nhất, là điều chân thật nương tựa vào được, là phương pháp vô cùng ổn thỏa vững vàng. Trước hết gặp A-di-đà Phật rồi mới buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện nay chúng ta đối với đạo lý này đã rõ ràng, đã hiểu rõ rồi. Nhưng tập khí của chúng ta rất sâu, không dễ dàng buông xuống. Giống kiểu người như Đại sư Huệ Năng, ba vị lão sư đều cảnh cáo tôi. Ba vị thầy của tôi chưa từng gặp nhau, đều nói với tôi một việc như nhau: nhất định không được học Đại sư Huệ Năng. Đặc biệt tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi, trước ngài Đại sư Huệ Năng, Trung Quốc chưa xuất hiện người như vậy, sau Đại sư Huệ Năng cũng chưa xuất hiện người như vậy, không thể học theo người này được. Chúng ta phải nên y theo từng bước một mà đi. Còn ngài là một bước lên trời, chúng ta đi từng bước một, giống như leo cầu thang vậy. Chúng ta leo lên từng tầng một. Ngài một bước đã leo lên đến trên rồi, đây không phải là người thông thường. Cảnh giới không này, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng về cảnh giới này giảng suốt 22 năm, giảng Bát Nhã. Do đây có thể biết, người học Đại Thừa nói Bát Nhã là môn học chủ yếu nhất trong Pháp Đại Thừa. Người chân thật có thể hiểu được, có thể khế nhập được thì không nhiều. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, pháp môn này ở Trung Quốc vô cùng hưng dưỡng. Chân thật hiểu được, giáo hạ đại khai viên giải, tông môn đại triệt đại ngộ. Tịnh Độ Tông pháp môn niệm Phật của chúng ta đạt được lý nhất tâm bất loạn. Trong suốt 2000 năm nay không có được mấy người, vô cùng khó có được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ sự việc này, gọi là giải ngộ. Người giải ngộ thì nhiều, chứng ngộ thì quá ít. Sau khi giải ngộ, hầu như không có ai mà không niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngay cả Thiền Tông cũng không ngoại lệ. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là người dẫn đầu. Ngài là người đại triệt đại ngộ ở trong Thiền Tông, sau đó chuyển sang Tịnh Độ Tông, trở thành tổ sư của Tịnh Độ Tông, chuyên niệm A-di-đà Phật, làm ra một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Người trong Thiền Tông niệm Phật cầu sanh tịnh độ rất nhiều, trong giáo hạ cũng không ít. Cho nên mới khẳng định rằng Tịnh Tông là phương pháp đáng tin nhất để thành tựu cho người trong thời kỳ mạt pháp, dạng người tu dạng người đi. Lý sự trong đây đều phải hiểu, không được hoài nghi, nghiêm túc nỗ lực mà học tập cho tốt.
người hiện nay thường hay có các loại bệnh kỳ lạ như mọc khói u, bị bệnh ung thư. Xin hỏi phía sau họ có năm đề mục. Câu hỏi này hỏi rất hay. Đồng tu học Phật đều biết, trong Phật Pháp nói có ba nguyên nhân bị bệnh. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý, bao gồm việc ăn uống của bạn. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Cho nên miệng là cửa của họa phước. Khi thời tiết thay đổi, chúng ta mặc quần áo không cẩn thận, những thứ này đều là nguồn gốc của bệnh sinh lý. Loại bệnh thứ hai là thuộc về oan gia trái chủ. Tìm đến mà dựa thân là bị những bệnh này. Loại bệnh này bác sĩ không thể chữa, giống như Pháp Sư Ngộ Đạt trong Tam Muội Thủy Sám, hay như vị đồ đệ tham thiền của Lão Hòa Thượng Đế Nhà. Đây gọi là bệnh oan nghiệt. Oan gia trái chủ tìm đến dựa thân. Loại thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng. Nó không phải là do oan gia trái chủ, mà là do chính mình tạo tác tội nghiệp quá nhiều. Muốn hóa giải loại bệnh do oan gia trái chủ thì phải hóa giải, điều giải. Điều giải rất có hiệu quả. Hầu như 90% đều sẽ tiếp nhận. Họ tiếp nhận, rời khỏi thì hóa giải rồi. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng, rất khó chữa. Bác sĩ đành phải bó tay, không có cách gì. Nó cũng không thể điều giải. Nó không phải là oan gia trái chủ tìm đến dựa thân. Loại này là khó nhất, nhưng có thể chữa được. Dùng phương pháp gì vậy? Chân thật sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Bạn thực sự có thể sám trừ nghiệp chướng thì bệnh sẽ tốt lên. Cho nên nói chung, ở trong Phật Pháp nói không có bệnh gì không thể chữa được. Vấn đề chính là bạn phải biết nguồn gốc của bệnh tật. Hiện nay có nhiều bệnh rất kỳ lạ. Hôm nay chúng tôi nhận được một bản báo cáo tải từ trên mạng xuống. Báo cáo này là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, nói về khả năng bùng phát khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu, là đề mục này. Trong này nói cho chúng ta, họ nói từ những năm 1970, lúc đó đã phát hiện ra 39 loại virus mới, xưa kia chưa hề có. Đó là những năm 1970. 5 năm gần đây, 5 năm trước, năm nay là 2007, chính là từ năm 2003 đến năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã phát hiện ra hơn 1.100 loại virus gây dịch bệnh. Virus từ đâu mà đến? Chúng ta biết Phật ở trên kinh, là trên kinh Hoa Nghiêm, đã nói rất nhiều, rất rõ ràng, là biến hiện của bất thiện nghiệp. Bạn hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ biết hóa giải như thế nào, làm sao để giải độc.